Rồi, xin chào chú bác mình nha. Hôm nay lên chú bác video bao gồm 25 mã hàng cái này. Đó, hàng giá rất rẻ, một vài trăm cho đến hàng mắc tiền cũng có nha anh em. Giá thì em sẽ cân đối giá tốt nhất cho anh em mình rồi. Anh em mua hàng thì liên hệ với em qua số điện thoại hoặc Zalo là 0919 192035. Em tên Nghiệp. Tất cả giao dịch trao đổi mua bán đều qua Zalo hoặc là số điện thoại nha anh em. Lưu ý giùm em là em không chốt đơn YouTube và cũng không hoạt động YouTube. Ship lập 30.000, hai đơn sẽ bao ship, tất cả mình ship nhanh. Nhận hàng kiểm tra thanh toán cho tiền, không cần phải lấy cọc nha anh em. Và một điều lưu ý rất quan trọng là anh em mình phải kiểm tra hàng trước khi nhận giùm em nha, bắt buộc là phải kiểm tra hàng ok xong thanh toán shipper. Còn những cái trường hợp anh em mình bất khả kháng, mình không nhận hàng được á, thì khi nhận hàng xong về nhà thì anh em mình lưu ý là phải quay video trước khi kiểm giùm nha anh em. Hàng còn niêm phong nguyên đan nguyên kiện, bật video lên quay trong quá trình kiểm tra hàng. Nếu mà phát sinh những vấn đề lỗi gãy hư dập hoặc là đánh tráo thuộc hàng, một vấn đề gì đó vân vân, em mới giải quyết cho anh em mình. Còn tất cả những trường hợp còn lại em đều không giải quyết, anh em mình tự chịu nha. Rồi, cái mã đầu tiên lên cho anh em mình là cái hộp hôm qua này, cái hộp đèn pin kia anh em mua không kịp, còn cái hộp này nè anh em. Hộp đèn pin cũng đã quá trời nè. Hộp này cũng mười mấy cái nè anh em. Có màn hình LED nè. Đèn pin một cái nè. Đây, đèn LED nữa nè, hai cái nè. Mấy cái này toàn là chống va đập không nè, rơi vỡ cũng không có bể nè, toàn là nhựa dẻo không à. Hai nè. Ba cái nè. Hai cái này giống nhau nè. 4 5 thường thường mấy này nóng hư đâu nè, về thay pin hoặc hư bóng đèn thôi chứ còn nội thất nóng hư gì đâu. Nè. Không. Chắc lòi luôn, toàn là hàng Nhật Bản nha anh em. Hàng Nhật Bản nha. Đèn LED nhỏ nữa nè. Như cái này này như này mở con trái nè, đó. Nè, có mấy cục pin như này nè, pin này là còn sạc được nha, chứ không phải là pin này xài một lần bỏ đâu em. Về mình có cái đồ sạc pin đó, mình sạc mấy pin lại mình xài được hết. Coi như là 1, 2, 3 nè, 5 nè, 7 nè, 10 cái. Nó nhớ 11, sao có 10 cái vậy ta? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nhớ 11 ở đâu ra 1 cái rồi, không mất 1 cái rồi. Để lấy lương tiền cái bỏ vô nha. Cho anh em mình thêm hai cái luôn, hai cái này, nói chung cái này nó bị mất đứt đầy anh em, rồi mình coi chế lại cái này nữa nè, coi như là 12 cái hộp như thế này nè, 300.000 mã số 1 nha, nó coi như anh em coi nhiều cái 30.000 đi, đó, hàng Nhật Bản, về tha hồ mà sơ nhái sơ hết đi câu nè, đủ mọi loại hết, anh em mình câu hỏi nhóm nên mua về mình chia ra mình xài, nói mấy này nó không hư đâu nè, về thay pin bóng đèn chủ yếu, nha, mã số 1 300. Rồi, mã số 2 lên cho anh em mình là cái này. Nguyên hộp này luôn nha anh em, hộp phụ kiện nè. Đó. Là luôn cái hộp nhựa nha anh em. Hộp nhựa này rất đẹp. Đó, anh em đi câu biển, đi câu đường phụ kiện nhiều thì mua cái này. Nè, hộp này nè. Ngăn trên nó hai hộp nha anh em. Hộp trên này nè. Gì quá trời nè anh em. Thề gỗ chì, lưỡi manh lý cước nè. Ối lộn sơn ngụn, về nguyên hộp em bóc qua nguyên hộp em bán cho anh em mình luôn. Đó, bên đây chì gì nè, kính thưa các loại chì nè, chì nè, chì nè, thẻo cước gỡ lưỡi gỡ cá gì hai ba cây trong này nè. Đó, anh em về mình coi thêm nha, này là mặt trên, mặt dưới nhiều lắm nè, dưới nhiều món lắm, mặt dưới nè cả đống luôn nè. Quá trời luôn nè, thẻo lông, thẻo cướp nè, phao, chì, lưỡi nè. Phao đèn, câu đêm nè. Cái thì kéo gì nè nè, cái kéo. Nhiều lắm. Nó chai dầu máy nữa kìa. Cước nè, nó tất cả hết trong này linh tinh như thế này, anh em đi biển đi gì đó. Cái hộp nhựa này không đó 200-300 ngàn rồi nè, cái hộp nhựa nhập dẻo này nè. Em mua không đó 200-300 mà chứ không có rẻ đâu. Nha. Tất cả như thế này. Mà số 2 luôn cả cái hộp luôn là 500 ngàn nha anh em chú bác mình. Là 500 ngàn nha.
số 2 giá 500. Tiếp mã số 3 là lên cho anh em mình. Hai cái bao cần da luôn, hai cái bao da luôn nha anh em. Một cái bao này đựng cần tay, cần ISO ngắn nè, cái bao này thu gọn chắc 1 mét quá. 1m05. Bao da hơi dơ nha anh em, dây kéo hoàn thiện nè, dây đeo cũng đang hoàn thiện nè. Một cái bao da, hai cái này chung một mã nha anh em. Cái của Sasaki là chuyên sản xuất bao cần hàng xịn của Nhật nè. Còn cái bao thứ hai này dành cho anh em đựng cần lục 3 khúc đồ, hoặc là cần 2 khúc đồ nè, cần luôn 2 khúc mà 3 mét mấy rồi đó, cũng là bao da 1,5 mét nha nè. Cái bao 1,5 mét nè, 1,50 là 1,5 mét nè. Bao da hơi dơ nha, về mình lau chùi lại nha, dính băng keo dơ bụi đâu nè. Nè, nó bị móc ở đâu đúng lỗ này thôi. Đó, còn lại tình trạng là dây đeo đồ hoàn thiện hết. Hai cái bao này mã số 3, cái bán chung là 1,5 mét nha nè em. 1,5 mét là hai cái nha, chứ không phải một cái đâu nha em. Toàn là bao da Nhật hết. 1,5 mét. Tiếp là như em mình cây này, cây 2 khúc. 2 khúc 1m8 size M, cây lua Trung Quốc này nè. Dài 5,6. 5,6 là dài 1m68 nha. Phen nè, cây lua mới đứng, một màu cam nhưng mà ngọn đặc nha anh em. Ngọn đặc nha, cây này ngọn đặc phôi đặc luôn nè. Đó, về anh em câu lua cũng được, hoặc là anh em mình câu theo nếu mà mùa nước nổi đó anh em. Ngồi trên ghe trên xuồng đó mấy cây này câu là bao gãy nè, ngọn đặc nè. Câu cá lặt vặt, câu tôm rồi đó, câu cá kèn cái gì đó anh em, lặt vặt đâu đâu. 100.000, mã số 4 nha, có 100.000 thôi, hoàn thiện luôn. Cây tiếp theo là cây lua máy đứng nè. Đó, cây này đáng lẽ anh xài bắt máy dưới nè anh em, không biết sao nó gắn bắt máy này thêm vô. Anh em về không thích đó, thì mình gỡ bắt máy kẹp này ra bỏ. Mình xài bắt máy vặn ở dưới bình thường nha, không có hư anh em. Bắt máy dưới không có hư nha, chỉ là nó thích xài bắt máy kẹp nó gắn vô thôi. Nó coi như là về anh em mình gỡ ra lấy bắt máy kẹp ra. Lua, cây này lua nè, made in China nè. Nhặt cây này cũng hàng phíp như nè, phíp pha carbon nha, nó có sớ đen carbon trong đây nè. Dạ, 1m8 cây này size tầm khoảng M. Khoen đây, có một vài khoen của nó này nè, nó cọc chỉ nó quấn thêm gì nè. Em không biết làm sao, mấy dòng sứ nó không có bể đâu, dòng sứ nó bằng kim loại mà không có bể. Nhưng mà nó cọc chỉ nó quấn thêm gì nè. Đó, về anh em mình coi, mình nghiên cứu mình làm lại. Em bán có 100.000 thôi, mã số 5 nha. Cũng 100.000 luôn. Lua nha. Tiếp, cho anh em mình cái bộ này là cái bộ dành cho anh em mình câu đài. Cái này bằng carbon nha anh em. Cái bộ nè, không phải cần tao câu đâu anh em. Cái bộ là bộ gác nha, bộ gác vợt, hoặc là cái cán vợt anh em. Đó, anh em mình câu đài mới biết cái này gắp ở đây được nè. Đó, gắp ở đây được nè. Nhìn thấy chưa? Còn cái lóng trên này nó sẽ gắp vô đây được nữa nè. Có thể nó vừa làm cái vợt anh em, nó gắn cái mặt vợt vô đây vẫn được nè. Hoặc là nó làm một cái con cái nạng nó gác cái vợt vô đây nè, nó kẹp cái bộ câu đó nè. Đó. Carbon nha. Mấy cái này thấy gì chứ nó mắc tiền, nó mắc hơn cái câu quá chứ không có rẻ đâu. Mà cái này thì dành cho anh em mình câu đài chuyên nghiệp họ mới chơi thôi. Còn anh em mình chơi kiểu phong trào, chơi văn nghệ cũng không chơi mấy này chi. Anh em chuyên nghiệp họ mới chơi mấy này. Tại vì họ đủ đồ nghề anh em. Không sử dụng được mấy cái này, em bán 150 nha, mã số 6. Tiếp, cây này cây cần tay lóng dài, chất lượng là phíp anh em. Mới tinh là dài 4m8 tầm khoảng 3H. Mới tinh nè. Nó cũng thu gọn không có dài lắm nè. Thu gọn của mình có 95cm thôi. Chất liệu lập phíp. Tầm khoảng 3H dài 4m8 nè. Mùa mưa xuống rồi nè. Anh em mình lấy về dành câu cá rô, rô phi, đồ câu cá trê đồ nè. Câu ấy lật vặt đồ chơi. Hoặc là anh em cũng có thể vô hồ dịch vụ mình câu cũng được. Nhưng mà mấy cái này thật quý đúng cảm giác nha. Tầm khoảng 3H thôi. Đó, chất liệu là phíp, nó cũng hàng rẻ tiền nhưng mà nó hàng Nhật Bản nha anh em, chứ không phải là hàng China tàu cửa nha. Có 200.000 thôi, nó cũng rẻ như cái cần tàu thôi, nhưng mà chất liệu là hàng Nhật. Mà số 7 200. Tiếp cây này cây 3 khúc cho anh em, câu ngâm câu lăng xê rồi nè, 3 khúc. 3m3 hàng đai qua nha anh em, chất liệu là phíp. Phen dòng sứ đá trắng đàng hoàng, bắt máy này là không dỉ xét nè, anh em câu nước mặn nó cũng không dỉ xét nữa. Còn hàng đai qua 3 khúc 3m3, cây này cứng tầm khoảng 60 nha, cho anh em câu ngâm câu lăng xê đâu. Bạc bãi biển là quýnh lục cũng được đó nè. Đặc biệt mấy này quýnh hàng nặng, nhưng mà hàng này hàng lại là hàng giá rẻ, hàng bình dân cho anh em mình chơi. Câu kiểu gì cũng được. Anh em câu sông lớn, sông nhỏ, hay là câu ngâm, hay là câu gì cũng được hết. Gì lớn, gì nhẹ cũng được hết. Giá chỉ có 300.000 thôi. Hàng là hàng đai qua chính hãng nha. 300. Tiếp cây này cây súp như nè. Một cái súp chất liệu cũng là phíp luôn. Bắt máy Fuji FX7 nè. Khoen cũng là fan Fuji dài 4m2. Cây này cứng khoảng 30 lần nè, khoảng 30 cần đánh lục nha.
Nó có điểm trừ duy nhất là cái phen đĩa ba mình nó bị nứt một chân khoen nè. Đó, nứt một cái chân khoen như thế này, về anh em mình coi mình hàn lại hoặc là mình lấy keo mình dán lại nha anh em. Dán lại xử lý theo cái cách của anh em mình. Đó. Còn mấy phen trên là ok hết nè, 6 phen. Phen trên không nứt không hư phen nào. Đây, chất liệu là fib. Nha, cây này cứng khoảng 30 đến lục anh em, nhưng mà fib nó sẽ không cứng nảy như carbon đâu. Nha, nó sẽ có độ dẻo riêng của carbon nhưng mà nó cứng khoảng ngang ngửa 30, còn 2.7 ly. Thì cây này em bán cho anh em mã số 9, giá 250 thôi nha anh em. Do một cái phen đĩa ba nó bị nứt. Bán cho 250 thôi. Mấy cây này thông thường anh em, em bỏ vô giao lô hết à. Có một cây hay cây giao làm gì thì thôi lên bán lẻ cho anh em mình, ai thích hợp thì mua. Tiếp đến mình cây này là cây cần tay lóng dài anh em, 5m4, cây này tầm khoảng 5-6h nè. Một cây lóng dài nha, chất liệu cũng là fib luôn. Đó, anh em còn kiếm một cây cứng bạo lực đánh thì lấy cây này. Cái này là cái nó dán một miếng đề can dạ quang thôi nè, để nó câu đêm á. 5-6h cho anh em kiếm bạo lực nha, 5m4. Chất liệu là fib. Thẳng tưng, ngọn nè, ngọn 2.4 ly luôn nè. Cây này hàng bãi Nhật nữa nè, mà số 10 em bán giá là 300. Tiếp lên mình cây này cây sút lở nha anh em. Chất lượng cũng là fib luôn nè. Bắt máy Fuji tem vàng luôn thấy không? Bắt máy Fuji tem vàng, hơi bụi hơi dơ nha, bắt máy Fuji tem vàng. Fan của mình cũng tất cả là fan Fuji, nó bụi nè, đóng bụi cả lớp, có lau chùi vệ sinh đồng sạch. Nhưng mà fan không nứt không hư nha anh em, fan Fuji nha. Đó, cây này cây sút lở. Thôi nè, dính bụi dính dơ cũng có chảy xước. Cây này 3m9 hay 4m2 đi trời. Chỉ cần không ghi gì hết đây, sút lở nha anh em. Sút lở là sút không có khoan gập, còn cái cần sút mà có cái khoan gập đề ba là cần sút. 1 2 3 4 5 6 7 4.5m nha anh em. Cây sút lở này 4.5m luôn nè. Cứng khoảng 20-25. 250 nha. Quá rẻ cho một cục tình. Rẻ bèo quá anh em chứ không phải là rẻ thường. Tiếp cây này cây 3 khúc 3m6 nè. Đó, cây này có cái nút đít cắm với cát nè anh em. Chiên quýt bạc bãi nè. Có nút nhựa gắn vô cán gỗ nè. Đó, một cái màu xanh lá xa lánh, cũng có chạy xước lâm tâm nha anh em. Tổng thể là đẹp. Bắt máy Fuji nè, quen gặp luôn nè. Cây này 3 khúc 3m6 nha anh em. Chú bác mình ơi, 3 khúc 3m6 cho anh em mình chiên quýt bạc bãi xa bờ. Quấn cá đuối rồi đó, anh em quấn bạc bãi biển xa bờ đó hoặc quấn lục đâu. Cứng khoảng 30 đến lục, tầm khoảng 60-80 có cần câu ngâm có lăng xê đâu nha anh em. Giá cũng 300 ngàn thôi, ngọn to đùng nè, ngọn 3 ly rưỡi nè. 3 khúc 36, cũng 300 ngàn thôi, mã số 12. Tiếp đi cho mình cái này cây ISO phen nhỏ nha anh em. Cái này cây ISO phen nhỏ. Cái lông gốc nó bị nứt rồi anh em. Lông gốc bị nứt rồi. Nha, nó hư khoen nữa nè. Về cho anh em mình hạ tay, tem vàng đầu đi Nhật đời đầu, hãng con Dynamic nè. Đó, nó còn được 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng luôn, cả ngọn là 5 lóng. Cây này 5m4 mà lóng gốc nó dập coi như là còn khoảng 4m, 4m rưỡi anh em. Phôi rất đẹp nè. Về anh em mình có thể hạ tay, mình bỏ lóng gốc mình hạ tay đi. Phôi mới tinh. Anh em hạ tay cây này chắc có 4-5h vậy anh em. Ngọn zin, phôi zin của nó hết nè. Em bán mình 200 ngàn thôi. Nha, 200 ngàn đó, lưu ý là dập lóng gốc nha anh em. Mã số 13, 200. Tiếp cây này cây lưu rút hàng carbon nha anh em. Cây lưu rút hàng carbon. Nha, căng mút liền nè, bắt máy nè, hàng này, tem vàng xuất Nhật đây, hàng có thằng Suzumi, hàng của Nhật, sản xuất Korea xuất Nhật như đây. Nó dài 11 feet là dài 3m3, lua từ 7 đến 21 gram, tại cá 8 đến 20 là bao, hàng carbon. Nha, cây này có một cái khoen của mình nó không nguyên bản nha em, mấy cái khoen này khoen đúng nó lai một cái khoen nè, một cái khoen chạy nhỏ cho nè, nó lai khoen này về nên mình coi mình có, một cái khoen khác mình thay vô không có, mình để dựng câu tạm đỡ nha em. Đó, nên em bán cho nên mình cây giá rất rẻ. Là carbon. Cây này em có hai cây nè, một cây thì 3m mới tinh nè, nguyên em bán giá 600. Còn cái cây này là 3m3 do nó lai một khoen, em bán anh em mình chỉ 300 ngàn thôi, chứ đầu bu nó bị hở nè anh em, hở mới hàng cho đầu bu nè. Về mình lấy chỉ mình cột lại. Hoặc là mình có hàng thì mình chấm cho nó dính lại. Nha, nên cây này em bán cho anh em chú bác mình chỉ là 300 ngàn thôi. Một cây lưu rút 3m3. Tiền nào của đó như em 300 nó có giá trị 300, 600 có giá trị 600. Cân nặng của mình là 268 g. Ngọn 2 ly 2, mã số 14, 300. Tiếp cây này cây ISO hàng nhỏ, cây này hàng con Daiwa nên sống hai da luôn. Bắt máy vặn nè anh em, bắt máy Fuji Dot 3 6m3 nha, một cây Daiwa ISO hàng nhỏ. Made in Korea, sản xuất Korea xuất Nhật, sống hai da đây nè, có trầy xước.
Cây này cũng vậy, nó bị lỗi lóng ngọn và lóng hai anh em. Phen cũng không đồng bộ nè. Nha, phen nó như thế này. Về anh em mình tự xử như nè. Nè, phôi là phôi sống hai da nè. Mấy lóng như này lóng riêng của nó hết, sống hai da hết nè. Có chảy xước nè. Nè, cái lóng thứ hai mình đây này vẫn là lóng của nó nè anh em, nhưng mà nó bị gãy nè. Nó bị gãy lóng hai rồi nó lấy một cái ngọn khác nó hấp vô luôn nè. Nên cái cây này thành ra nó cứng lắm nè. Nó thì tình trạng cây này mình như vậy. Anh em về mình có những cây xô dập gãy khác hư anh em, mình lấy lóng hai với cái ngọn của cây khác mình lắp ở đây là cây này thành nguyên đó anh em. Lấy lóng khác thôi, lấy lóng đen đen mình lắp vô đây thôi. Anh em đi câu ai nói thì mình câu cần không nguyên đâu. Nha. Hoặc là mình để sử dụng như đây mình câu tạm luôn cũng được, tùy anh em mình thôi. Nên em bán cây này cho anh em chú bác mình giá chỉ có 400 thôi nha anh em. Cái số nhỏ cây này cứng lắm nha, mà số 15 400. Anh em nào không chê ngoại hình không chê đó, đem đi câu mà gần câu biển rồi đó, câu bà kè bạo lực rồi đó, thì anh em mấy cái này em chơi nha. Không chê nó như thì cứ mua vậy về chơi. Phen của mình thì nè từ được dưa hết đúng không, rồi mình làm xử lý sơ sơ rồi mình câu giá 400. Tiếp anh em lên cái này, cái này cái số phen lớn anh em, cái hãng Osaka, hàng nội địa Nhật nhạc carbon sẵn. Bắt máy Fuji nè, đọt số 5 luôn nè, đọt số 5 và 4,5 nha. Hơi dơ, hơi bụi nè, nè hơi bám bẩn, máy này không phải cũ nè, dơ về mình lấy xà bông mình tẩy rửa lại. Tẩy rửa lại nó sẽ mới như thế này nè em. Nha. Tất cả của mình được fan Fuji cho đọt số 5 4,5 luôn, bán nè mình có 500 ngàn thôi. Ủa, không mua nó thì bó tay luôn, tất cả mình được fan Fuji. Có một fan dưới nước nhỏ xíu chỗ này thôi nè. Tất cả fan lại ok hết. Thôi trong carbon này, đẹp cũng có xấu đâu, cũng có chảy xước mà có xấu đâu, đẹp này. Đọt số 5 4,5 tới lúc anh em đi kiếm mua có đâu, kiếm cây đọt 5 4,5 về câu không có đâu. Ví dụ có nó cũng không có giá đẹp như thế này để anh em mình mua đâu. Nhiều khi lúc có thì mình không cần, đến lúc cần mua nó không có, nó khổ vậy đó nha. Ngọn 2 ly cân nặng mình là 337 gặp cái mã số 16 có 500 ngàn thôi nè. Anh em là hay đi biển hay đi câu iso rồi đó thì mình có thể mua để đó, biết đâu lúc mình cần thì sao, lúc cần mình mua không có, có số tiền nó nhiều hơn nha, có 500 ngàn thôi. Tiếp cho mình cây này là cây Ikeda Gamakatsu nè, Ikeda Gamakatsu thương hiệu số 1 Nhật Bản nè. Cái ngọn nằm trong đây, có những cây này nó có hai ngọn không ta, có hai ngọn làm sao có ngọn nằm ngoài vậy nè. Ơi hai ngọn luôn, hay quá nè. Ôi còn gì bằng, nghi nghi lắm mà, con ống ở ngoài nghi nghi lắm mà hai ngọn luôn. Ikeda Gamakatsu, cây này dài 1,6 nè. Phen đồ đầy đủ hết, không có thiếu phen nào hết nha anh em chú bác mình ơi. Hay không, hai ngọn luôn. Bỏ vô đây 700 ngàn cái Ikeda Gamma. Ở hàng Gamma mà 700 thôi, tại vì này nó đời cũ rồi, nó không phải đời cao đâu anh em, đời cao phải 2-3 triệu, 4-5 triệu một cây lần. Ikeda đại cũ 700, anh em mà chấp nhận chơi thì chơi trải nghiệm thử thương hiệu số 1 Nhật Bản nó như thế nào thì chơi 700. Tiếp cây này cây cần tay full hợp luôn em, một cái cần tay 7m2 nha, full hợp độ cứng cũng khá là cao nữa nè. Hãng con Rochet nè, hãng này hãng chính hãng của Trung Quốc xuất nhật nè, hãng carbon đây. Cái này cái nói chung tuổi đời nó còn trẻ anh em, nhưng mà nó cũng khá là nổi tiếng ở bên Nhật nha, sản xuất Trung Quốc, made in China đây. Dài 7m2 nè, độ nặng 367g, phôi dày thu gọn 105.5 cm, ngọn ly tư gốc 27.5, cứng đều như nè. Cây này tầm khoảng 5-6H gì đó, dài 7m2, cần đẹp lắm. Nó không có cái nút thôi, nhưng mà để em kiếm cái nút khác em gắn vô cho anh em mình, có nút nha, đợi một tí em kiếm luôn. Rồi có cái nút đẹp trai luôn, gắn cái nút vô thì đẹp trai lên liền, thấy không đó. Ngầu lòi liền, có chống nổ đồ lóng hết anh em, thấy không? Nè, chống nổ đồ lóng hết nè. Cần rất đẹp, mới tin nè, 7m2. Anh em nào không chê nó là made in China thì mang cái mát made in China thì lụm. Thực chất mà hàng made in China chất lượng nó cũng tốt lắm anh em. Nó cũng 8-10 so với hàng Nhật chứ không có thua đâu. Trừ sợ là sợ không có made in China thôi, hàng nhái, hàng pha ke cho nổi thôi, chứ còn hàng thương hiệu rồi thì khi nó còn tốt lắm nè. Kể cả cần Đài Loan bây giờ nên mua cần mấy triệu bạc thôi, nó cũng đâu có sức qua Nhật được đâu nè. Nha,
Rồi thì cây này thông số chi tiết trên hộp em báo này nữa rồi. Thì cây này em bán nên mình chỉ 800 thôi, mã số 18, một cây cần tay 7m2. 800. Tùy theo với mỗi người nè, giống người Việt mình thì nó đã kỳ thị rồi, nghe tới Trung Quốc là nó đã dạt ra rồi. Đặc biệt chú bác mình hơi lớn tuổi rồi đó, và rất là ghét cái hàng China, cái hàng Nhật, ví dụ Shimano hoặc là Daiwa cũng vậy, mà mắt in China là không mua, tại vì họ đã kỳ thị này. Nói chung là tùy theo cái lứa tuổi, giống ông cha ta trước là họ đã bài xích cái Trung Quốc rồi, cứ mắt in China là họ không chơi như vậy nha. Và tiếp lên như mình cái này, cái cần tay lóng ngắn Zumba chế độ luôn. Cái này hãng có thằng Ryobi nha em, Zumba chế độ. Cứng đều 5m3 thẳng từng 4H. Có cái này hãng Suzumi nè, hãng Suzumi nha, tem vàng nội địa Nhật đây nè. Zumba chế độ, thu gọn mình 20-40, thu gọn của mình 50cm Zumba chế độ luôn nha. Và chú bác có lớn tuổi mà thích cần tay, thứ nhất là lóng ngắn, có thể bỏ cốp xe, bỏ ba lô đi câu tiện dụng nè. Cái thứ ba, thứ hai là nó Zumba chế độ. Cái thứ ba nó là cây này là hàng đời mới, nó phôi bông, nó sắn phôi bông anh em, nó cũng hai da mà nó sắn phôi bông nha. Rồi chút xíu em cho anh em mình câu lòng phôi rất là đẹp nè, nè cái lòng phôi nó là lòng phôi bông rất là dày nè, bây giờ carbon sắn phôi bông nó nguyên bản hết trơn anh em, kể cái đầu bu luôn nè, bu xi 360 luôn nè, nguyên zin nguyên bản 100%, rút ra thẳng 4H nha. Ngọn 0.6, ngọn 0.6, cân nặng của mình 142g. Cây này mã số 19, em bán giá 800 rồi nha em. Cây cần tay Zumba chế độ giá 800 lóng ngắn. Tiếp lên cho mình cây này, cây hai khúc, cây Daiwa này đẹp quá trời, mới tin anh em, cứng lắm nha. Bắt máy Fuji Daiwa chính hãng, anh em thấy mới tin không? Thì cây này là ngọn tháp nha anh em. Khúc dưới này nè, khúc trên này là ngọn đặc này nè. Để đây đó là ngọn đặc, nó cứng lắm. Từ cái khúc carbon xuống này là nó cứng ngắt, nó cứng như một cái cơ đơ, cái cơ luôn. Chỉ là cong nhẹ khoảng đầu ngọn tới đây vẫn còn cứng này nè. Nó chỉ cong nhẹ đầu ngọn này thôi. Thì ước lượng cây này nó cứng khoảng 120 đến 150 nha anh em, dài 2m4. Cây Yaki cái gì Yari Ika gì nè. Made in China, sản xuất Trung Quốc xuất Nhật nha anh em. Fan của mình là fan Fuji. Cái fan Fuji này nó cũng nói chung là nó cũng là fan Fuji Kunai chân đen nha nè. Nè, fan Fuji Kunai chân đen, nhưng mà đầu bu đầu bu xịt nè. Hình như cái dòng này em có tìm hiểu đâu rồi nè, khá là mắc tiền. Yarikika này nè, hình như nó câu bạch tuộc á nè. Cái dòng này nè, hình như là nó dành câu bạch tuộc mà dạng xe đại, xe bự á. Câu đái nè, là cây này nè. Em nhớ không chính xác thì vậy, không biết chính xác hay không nha. Nhưng mà em nhớ cái dòng này nó mắc lắm. Anh em có thử lên Google tìm hiểu thử ra. Em tính cho đây qua Yari IK V5 rồi nè, em có tham khảo giá thử nha, em nói là mắc lắm, mắc lắm. Em nhớ là tiền triệu đó, 6-7 triệu, 7-8 triệu một cây lần. Mày không nhớ chính xác là bao nhiêu thôi, thì anh em mình cứ tìm hiểu thử nha. Thì em tư vấn vậy thôi, chứ còn giá bán những cây cần bình thường đi nè, nhưng cây đai qua độ cứng khoảng 120 bình thường thôi. Mà số 20 giá chỉ 900 thôi nha anh em, mới tin nè. Made in China. Còn anh em mà không thích những cái dòng đời mới chân trơn như này á, em cố tình em để một cây kế bên hai ngọn cái Shimano sắn ít luôn kìa, để cho anh em mình có đường lựa chọn nha. Đó, cái này là dành cho dụ mà anh em trung niên lớn trẻ tuổi rồi nè, thích hàng mới đẹp thì mua cái này. Còn chú bác mình hơi có tuổi chút xíu được, thích những cái gì đó nó made in Japan, nó sống ít gân ngoài cổ thì chơi cái này. Để một cặp hai bên giống nhau cho anh em mình dễ lựa nè. Cái này thì nó có cái bao cần zin luôn nha, cái bao Shimano của nó luôn nè. Đó, cái này cái Shimano Haybower X, hai ngọn luôn, sống ít toàn thân, hàng nội địa Nhật, hai ngọn luôn. Nè, nó một ngọn cứng 60 nè anh em, và một ngọn cứng 40. Một ngọn cứng 40 60 nè, ngọn cứng 60 80 nha, hai ngọn rất là cứng. Nhưng mà bù lại là cái phôi mình thì nó không được mới. Các bác mình thấy chưa? Anh em cho bác mình thấy không? Nè. Có máy Fuji đây nè, nó còn dính dãy cá trên thân nữa nè. Có cái Shimano hay Bowo X 2m4. Hai ngọn luôn. Đó thì cây này muốn đẹp thì về mình phải sơn cái phôi nó lại, chịu khó mình dành một chút thời gian mình mua mấy cái chai sơn bóng á, sơn xe máy đó mình tút nó lại thì nó sẽ đẹp lại ngay thôi. Còn về nó dập gãy hư hại thì không có một cái lỗi gì hết. Hai ngọn Shimano chính hãng nha. Shimano đây, chuẩn nội địa Nhật luôn. Hai ngọn có bao, em cố tình em để gần cho anh em mình đó để có hai sự lựa chọn. Hoặc là muốn trải nghiệm thứ hai thứ luôn thì mua hai cây luôn. Nhà cây này hai ngọn luôn, em bán giá cũng 900.000 thôi. Cân nặng của mình là 314g, 314g là của hai ngọn luôn nha anh em, chứ không phải một ngọn đâu. Nó một ngọn 2.6 và một ngọn 2.4. Rồi. Thì cây này mã số 21, em bán giá 900.000.
900.000 nha. Tiếp cây này cái ISO fan nhỏ NT full bao luôn. Cây này cây NT nha anh em, NT dòng Advent nha, dòng nó mắc hơn mấy cây bầu lớp đen nhiều. Cây này gần như là chưa sử dụng anh em, mới tinh. Nhưng mà nó độ 0.6 nè, độ 0.6 5.3 dành cho chú bác mình quýnh cảm giác. Tem vàng nội địa này, em nói nó đẹp xuất sắc luôn anh em. Đẹp xuất sắc và nó zin 100%, nhẹ tinh. 0.6 dài 5.3 độ 0.6 nha, tất cả mình fan full ship, nắp chụp luôn. Cây này có cái hộp nó là như mới nè chú bác mình. Đó, do nó cảm giác nè, phôi hay da này nó đẹp xuất sắc rồi. Do nó 0.6 quýnh cảm giác thì nói chung thì em bán giá nó cũng bình dân thôi, 1 triệu thôi nha anh em. Nè, nó xoắn bầu lớp hai da phôi xanh nè anh em. Zin 100%. Zin 100%, mới gần như là lướt luôn anh em, chỉ thiếu cái hộp thôi. Nó cần như thế này. Nhẹ tinh nè, ngọn 0.7. Cân nặng của mình chỉ có 149g thôi. Cây này mã số 21 nha, em bán giá 1 triệu. Đó. Nếu mà nó đọt khoảng số 1 đó lên là em bán từ 1 triệu 2 đến 1 triệu rưỡi anh em, do nó đọt 0.6. Quýnh cảm giác thì em bán cho chú bác mình giá là chỉ 1 triệu thôi. Chơi sưu tầm cũng được, quá đẹp anh em, đẹp mới tinh. Tiếp lên cho mình cây này là cây cầu ngâm cầu lăng xê anh em. Cây này cái hãng cũng Daiko, nó cũng mới tinh anh em, đẹp quá trời luôn. Cây Daiko nè, bắt máy là Fuji Daiko chính hãng nè. Thông số thì khỏi phải chê miếng nào, 83m3. Độ cứng 80 là cứng ngang ngửa CX nữa nè, của đánh lục nè. Nhưng mà cây này công ngâm nha, xoắn gân hai da Daiko, xoắn gân hai da luôn nè, thấy không? Mới tinh, tuyệt vời. Thông số này rất là khó kiếm cho chú bác mình, không phải dễ kiếm đâu. Đặc biệt là anh em mình chuyên công ngâm của lăng xê rồi đó. Tất cả mình fan Fuji chân đen, không hư không nứt fan nào, độ bô xích. Độ bô xích, fan Fuji đá xám, chân đen. Thu gọn của mình 1m là như anh em, thu gọn có 1m thôi, thôi nè. Thôi là mướt mượt luôn. Xong gần cơ bắp luôn, chạy xước sơ sơ về chỗ mấy chỗ này là quýnh cà na ra hết nè. Cho nó sờn thôi chứ không phải chạy đâu. Định vị khoen luôn nè. Ngầu không? Daiko mà anh em thấy là mấy cần Daiko mà khoen có định vị là anh em chỉ là vip vip thôi chứ không có thường đâu. Định vị khoen này thấy chưa? Chuẩn zin đây nè, zin toàn bộ hết. Đây. Độ cứng 80 hay quá trời luôn. Một cây một duy nhất. Kiếm cây thứ hai hơi bị hiếm. Đẹp như thế này, giá 1.4 triệu. Hàng Daiko nha. Cân nặng của mình là 299g, ngọn của mình 2.5 ly, cứng 80, 3.3m, mã số 23. Em bán giá 1.4 triệu nha. Nếu cây này nó không phải Daiko á, Shimano Daiwa thôi là em bán 1.2 triệu. Nó Daiko thì bán 1.4 triệu nha anh em. Đó. Tiếp cây này cây cần tay Shimano, vip vip luôn, bao cần chính hãng luôn. Cây này cũng vậy, thiếu cái hộp thôi nha anh em. Là như mới, 3.6. Shimano dòng đời mới luôn nữa. 12 là 3.6 nè. Anh em là phải chuyên quýnh những dòng cần Hero Hera, chuyên quýnh cần tay nên em mới biết giá trị cây này. Còn anh em ít chơi em nghĩ chắc không dám mua. 3.6 nha. Còn cái giá trị thật của cái này nó mắc lắm nè. Nha, cây này mới tinh Shimano. 3.6, tầm khoảng 3.5 nha. Em nói là mới tinh luôn, mới chát luôn. Cái hộp thôi là như mới, đầu bu C306 nè. Nhìn vô đầu bu này là em biết dòng đời mới rồi. Ngọn to nha anh em. 3.6. Chuyên chép nha anh em. Vip vip luôn, anh em phải chơi những cái hàng cao cấp mới biết được mấy cái này. Còn chơi hàng bình dân, không chuyên về cần tay, không biết giá trị mấy cái này đâu nè. Cao lắm, mắc lắm nha. Đó. 1.8 triệu nha anh em. Em bán là số 24 giá 1.8 triệu. Nói thật cái anh em mình á, mấy cái cây này nè, anh em mình coi mấy cái tay mà nó chuyên bán về cần tay Nhật ấy ha, dân Hà Nội ngoài nó bán mấy cây này giá mắc lắm. Ít nhất là phải 2.5 triệu, 3 triệu một cây này. Em nói thật, anh em cứ tìm hiểu thử đi. Không đúng quay lại chửi, bao nhiêu em nhận hết. Cân nặng của mình á, tính luôn cả hai cái nút cận luôn như nè, 94g là luôn cả hai nút luôn, nó gỡ ra nó khoảng 90g thôi. Ngọn to, ngọn ly tư, 36 nha. 1.8 triệu mắc rẻ gì anh em, mình phải tìm hiểu đi, chưa chơi thì tìm hiểu thử cho biết, tìm hiểu xong rồi giá hợp lý thì thấy mua, còn mắc thì cho qua, tùy cảm nhận của mọi người thì em bán đó. 1.8 triệu nha. Rồi mã số cuối cùng trong video hôm nay gửi đến em mình cây này. Một cây Shimano Speeder phần trắng nha anh em.
6 khoen nha. Cây này cái bao cần zin nó luôn nè. Shimano Subdito thông số nè. 4,5 CX, CX lực cứng 30 4,5 anh em hàng mặt in Indo. Shimano Subdito. Cũng đẹp quá trời nè. Phần xích trắng nha, cho phép ăn thường anh em. Subdito nhiều ấy là video trước em có tư vấn cho anh em mình thêm rồi đó, em có lấy thêm nhiều mẫu để cho phần em phân biệt với nhiều dòng Subdito. Thì trong tất cả các dòng Subdito, giúp Subdito phần trắng xích trắng này nè, nó là hàng cao cấp và mắc tiền nhất. Cây này nắp chụp xịn luôn. 6 phần xích trắng đẹp mới tinh. Một phen này thôi, anh em muốn đi mua được cái bộ 6 phen như thế này nữa anh em. Anh em bỏ ít nhất là phải từ 2,5 triệu đến 3 triệu anh em mới mua nổi được một bộ phen đầy đủ như thế này. Một phen trắng này thôi, mắc lắm nha. Đây. Nó là nó xoắn ít gân nè, anh em có thể nhìn thấy nó xoắn ít không? Là xoắn từ gốc đến ngọn, xoắn tới đít ngọn luôn nè, lóng gốc cũng vẫn xoắn như vậy nha. Đó là sự khác biệt của thằng Subdito phen trắng. Anh em nhìn thấy không? Nó giống như mấy cây Spin gì không khác biến nào hết, nhưng mà nó là dòng này là dòng Subdito. Còn dòng Spin có hàm lượng carbon nó khác nữa nè. Đừng bị khoen hết. Bị khoen toàn bộ hết. Nguyên zin nguyên bản nha anh em. Mới tin. Cây này cái giá thị trường ngoài nó bán phải hơn 4 triệu một cây. Không được đẹp như thế này đâu nè. Nói thật. Thì cây này nó có một cái điểm trừ là dưới gốc chỗ này nè anh em. Nó có một cái vết cứng nhỏ như thế này. Nè, cái này nó giống như một cái vật gì đó nó nặng nó tì lên nè anh em. Có một cái vết cấn như thế này anh em nhìn rõ không? Sát dưới gốc nè. Đó. Thế nói chung thì cái này nó cũng chả ảnh hưởng gì đâu nè, không ảnh hưởng gì mấy đâu. Nha, em câu em cầm kiểu này anh em đóng cá mà. Anh em quốc cũng vậy. Cũng chả ảnh hưởng như thế này, nhưng mà nó là có điểm trừ. Điểm trừ và nó trừ rất nhiều tiền cho cái này. Nha, thì anh em cái này em về tới 4 5 cây lận. Anh em muốn lấy cây mà nó không có vết trừ chỗ này á, thì em đang bán cây kia từ 4 triệu đến 4 triệu 2 một cây tùy theo ngoại hình. Thì cây này nó có điểm trừ chỗ này thì nó bán cho anh cho các mình giá là 3,5 triệu nha anh em, mã số 25, giá 3,5 triệu. Thì anh em mình cứ tìm hiểu tham khảo, mua thì quay lại ủng hộ em. Đó, thông số thì cân nặng của mình 427 g, ngọn của mình 2,6 ly. Đó là tất cả mặt hàng hôm nay, mã số 25. Cây này mà đem đi bạc bã cho tới nóc luôn nè, giờ 4,5 nè. Nó cầm cái này để quýnh bạc bãi là biết dân VIP mới cầm những cái dòng cao cấp cái này để quýnh bạc bãi. Tại vì quýnh bạc bãi các cái vô trong thân anh em kéo một thời gian là nó chảy nát hết à. Đó, còn muốn quýnh mà xa bờ tầm xa thì càng dài quýnh càng xa nha anh em. Quốc bội càng xa. Đó, như vậy. 4,5 rất là khó kiếm anh em, không dễ kiếm đâu. Đó, mã số 25 em bán giá 3,5 triệu. Đó là tất cả mặt hàng hôm nay. Anh em mua hàng thì liên hệ với em qua số điện thoại hoặc Zalo là 0919 192035. Em tin nghiệp, em cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý anh chú bác mình trong những video tiếp theo. Xin chào.